Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này có tên là Phong Vân Lục. Tôi cũng không biết cái tựa nó như thế này là có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà cơ chế game này á thì nó thuộc cái thể loại là mình sẽ xây dựng và quản lý một cái môn phái luôn. Nói chung là gây dựng một cái tông môn đi lên phát triển từng ngày cạnh tranh với mấy cái thế lực lớn lớn như Võ Lâm Thiếu Đan đầu chẳng hạn. Thì con game này tôi chơi cái phiên bản là thuốc thôi, tại vì cái phiên bản trên Steam nó update nhanh quá, cái bản việt hóa nó chạy theo không kịp. Mà đau ghép xuống thì liên tục thì nó cũng mệt mỏi lắm, nên thử qua cái bản thuốc này. Ok thì chúng ta tính tiếp chơi lâu dài trong game luôn. Rồi lúc đó chúng ta chuyển lại cái bản Steam. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Cái này là cái bản việt hóa của bên là Thích Việt Hóa, Mê Việt Hóa gì đó. Nó sử dụng cái AI dịch. Tuy nhiên con game này cái lỗi UX UI nó rất là nhiều. Anh em xem hơi khó chịu thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi mới bấm vô thử một tí xíu, 5-10 phút mà, nên cũng chưa biết game làm sao. Đầu game thì mới vô là chúng ta sẽ chọn một cái căn cứ. Để coi chọn ở đâu đây. Màu đen được không? Không, chọn mấy cái này hình như nó khác biệt với nhau về cái tài nguyên mình có thể nhận được ban đầu nè. Ở cái này có vàng luôn nè, khô mộc tinh hoa dùng cho là rèn đốt chải chế tạo cực phẩm binh khí. Mấy cái này tôi không biết cái đầu game mình chọn nó quan trọng không, chỗ này là nhiều tài nguyên nhất, nó từ trắng đen đỏ gì đủ hết. Cái này thì có thêm một cái vàng, và chúng ta chơi thử lần đầu dễ dạo qua cho biết thôi, nên chọn đại cái này đi. Nó kế bên Thiếu Lâm Võ Đan Hoa Sơn nhiều luôn. Mấy ông lớn này chắc không có đánh mình đâu. Cái này tên nhân vật của chúng ta là Vô Cự, còn này là trưởng môn gì đó. Đệ tử thì mới vô như là nên mát thì phải. Môn phái là sao ta? Tiền đầu game là sao? Tổng kho tài nguyên. Môn phái kiến là cái gì? À, nó sẽ cho mình một cái phòng bế quan, tôi thấy không cần đâu. Này là sao ta? Đây chủ môn ngầu ngầu tí chứ. Con đi hết vô lực đạo đi. Mấy cái kia để từ từ tính sau, chả biết nó là cái gì. Mình có là đoạn đao, đoạn kiếm, đại đao, trường thương, trọng trì, miêu dao, trường côn và quạt. Quạt thì nó sẽ tính theo cái chỉ số là thân pháp. Cái này lực đạo, thân pháp luôn. Lực đạo, thân pháp, vậy là hai cái chỉ số chính liên quan đến mình đó, một là lực đạo còn hai là thân pháp chính à. Giờ thử kiếm đi ha, cái này đoạn kiếm chứ không được kiếm nữa hả? Thôi chơi thử đi, đoạn kiếm đi, áp thân pháp không? Rồi ok, bên này là gì? Đoạn kiếm tổn thương tăng lên 10%, ám khí tăng 10 điểm, thân pháp giảm 4 điểm thống kinh. Có bao được nha. Đấy, mình đâu gần được đạo đâu phải không? Lấy cái này luôn đi. Cộng 6 này giảm này, hay là lấy cái đầu tiên thì nó không có bị thọt cái nào cả. Lấy cái đầu tiên. Còn bên này thì nó có cho mình 15 điểm nè. Bên này mình lấy mất 1 điểm rồi, còn 15 điểm bên này thôi. Mình phải ưu tiên một cái bàn trước quá. Chủ môn thì có đi đấm nhau hay là gì chúng ta, hay tối ngày nằm luyện võ nhà, tôi không biết nữa. Chọn này đi, tăng lên phòng ngự và hành vi dục vọng. Còn 6 điểm, lấy cái 4 cái 2 nữa. Ngộ tính dễ dàng tăng lên. Ok lấy luôn, không biết nó là cái gì nhưng mà cứ chọn đại đi. Sao lẻ 3 điểm như thế này vậy? Cái này có cái nào 2 điểm không? Ngoài có cái 2 điểm nào. 2 điểm đây, dương đây. Tổn thương, tụ lực, tổn thương giảm xuống 20%, tụ lực công kích không cách nào thì chống đỡ được. Khi đầy máu thì được 50 thủ. Khó nha, đầy máu khó lắm, trừ phi mình có cái chỉ số hút máu hay là cái gì đó. Tôi không biết con game này có không. Đây, tầm lén, tầm lén cộng tí mình còn. Ủa cái này 2 điểm, cái này dẫn 3 điểm là sao? Bạn lừa mình à. Đây làm chưởng môn gì đó. Rồi ok, chúng ta có là sư phụ rồi, chưởng môn rồi. Tiếp theo là chúng ta lên đệ tử. Hồn kiếm, đệ tử đầu tiên tên là Luna.
chọn một cái ấy này cho nó trước để mà tí nữa vô cho nó làm việc rồi luyện võ tràng á. Ủa cái đầu, ô thì bỏ đi, cái này chọn cái nào 8 điểm á, rồi luyện võ cho đi với luyện võ luôn. Ủa sao cái này 4 điểm, cái này 2 điểm mà nó cũng làm việc như thế tương tự nữa ta. Chọn đại đi. Rồi ok, chúng ta qua bạch bàn á. À? Không, xấu à, đổi bà gái. Bà. Thôi đi thân pháp chuyển qua cây kiếm, rồi chọn cái 8 điểm cho nó. Không biết cái gì cả, chọn đại này đi. Chọn hết luôn. Bây giờ mình có cái này là cái gì đây? Từ từ. Chọn lại kỹ kỹ mới được. Rèn nào. Rèn với hiền sảnh vậy nè. Thường là chọn một trong hai thôi nhưng mà tôi khá lười. Rồi. Ok. 10 điểm thân pháp tên là Lỗ Tư. Bên này mình không có chọn được bên này á. Con mắt tinh đời làm thủ hiện sảnh gì đó. À cái này ghen, cái này là bên có 4 cái này quan trọng nhất nè, với cái này nữa là 5. Rồi chọn lại cái con bé bà ba này á. Nó có cái 4 điểm hồi nãy là mình chọn cái gì cho nó rồi ta. Bỏ cái bên này cũng để chọn cái 4 điểm rồi cho nó tiết kiệm. Mưu tính sâu xa, con mắt tinh đời nãy mình chọn rồi. Có gàn rồi. Bên này tàn kinh cát, còn bên này không thấy quen. Chọn đại đi. Lu bu quá, nhức đầu quá. Gái luôn. Miha. Qua cái kiếm. Còn bên này ở nhãn kịch gì vậy? Rồi, một quản sự gì đó. Ghen luôn. Để mà bên này không được thì cho bên kia. Chọn đại đi. Lu bu quá. Rồi có thời gian thì chúng ta tính cho. Bây giờ là chọn công pháp, chúng ta tu kiếm nên đoạn kiếm. Đoạn kiếm. Đồ khui không gì ta. Cần ngộ tính. Cái nào cần thân pháp không? Rồi, chọn đại cái móc lớp này thì tôi chả biết cái gì nữa. Rồi chúng ta vô game. Gần 10 phút chỉ để tạo nhân vật. Giang hồ chính tà hai đạo phân tranh không ngừng, môn phái võ lâm như sóng lớn đại cát, vô số giang hồ hào kiệt dữ chạy như ma với độc sâu kiệt, ma giáo hình thành tây vực có tên là Vạn Cổ Lâu, phóng phế thì tài ba ông đã quyền cổ đệ sư Tịnh sư lập là ba tôn, càng quét khắp tà tây vực, tôn giả tư là thiếu niên đệ thành. Thiếu Lâm Võ Đang cầm đầu Trung Nguyên, chính đạo môn phái hợp lại đi đánh bại Tôn Nguyên đó. Rồi hết đọc được luôn. Rồi Nguyên Thần thì là bị tôn như gắn bắt đầu. Võ Lâm cái chế cũng lấy chính đạo làm thời điểm. Võ Đang thì không bụi, quyền khổ đệ sư cũng lần lượt quy ẩn giang hồ hết. Bây giờ là thế hệ mới của chúng ta nè. Giang hồ Thái Bình cũng là 10 năm. Rồi lại là Nguyên Thần lại Miêu Cương nữa đó. Cứ mấy game Trung Quốc là nhắc đến Miêu Cương là để đấu tranh ở bên ngoài.
Rồi đi xong đó hả? Độ hải kim cương. Ô, Meltdown down là mình tụ lực trong quá trình mà sắp bị công kích đó, có thể phản đòn luôn. Chúc mừng khai lập tông phái. Rồi, đầu tiên có thể kiến tạo một cái luyện võ tràng, nơi là lập luyện võ chủ yếu, trong kia có thể tăng lên đệ tử các hạng mục thuộc tính. Có phải ở dưới chọn thành cái búa đồ tiêu đây. Kiến trúc thì cần phải đặt đúng vị trí đó, như cánh đồng gì đó, cánh đồng rồi. Luyện võ mình nên đặt ở đâu đây? Luyện võ luyện ngay đây đây. Ok, vậy là xong hả? Ăn không đủ no thì cũng không luyện võ được, nên bắt đầu xây thêm cái đồng ruộng. Mỗi tháng thì sẽ sản xuất lương thực. Rồi tiếp theo là xây cái đồ ăn. À đây đây đây, cái đồng ruộng đây. Rồi mình có thể gán đệ tử vào đây để làm việc. Có đứa nào xinh xinh tí không? Luna này cho bên luyện võ rồi. Ủa cái này là sư phụ phải không? Ủa đâu phải, kỹ sư là ai đây đó? Rồi, đệ tử nhàn rỗi thì có thể lên cái chính điện này để điều chế luyện đan hay là cái gì đó. Rồi an bài sắp xếp hợp lý mấy thằng đệ tử thì nó sẽ đi rất là nhiều luôn. Liên quan tới điều động thì phái đệ tử tìm nhanh sẽ nhận. Vậy là xong hả? Này là mấy cái gì? Cái này là quặng nè, cái này là gương nè, cái này là tiền nè, cái này nhân lực nè, cái này là người nè, cái này gỗ kiến trúc nè, gỗ nè. Rồi mỗi tháng thì nó sẽ tự đi lấy luôn. Trong giang hồ môn phái thì cũng có là điều phát triển xung quanh nữa. Coi lại coi, không cho coi được. Tiến vào tháng sau, thời gian menu điểm kích ở góc phải. Đây 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 đây. Con bé này thống kinh nó từ 4 điểm lên 5 điểm, mình lấy được vài cục sắt. Sục sáo giang hồ không thể rời đi binh khí hộ giáp mình đang dược liệu được. Rồi không có trang bị thôi, bấm vào đệ tử. Đệ tử đây, kỳ sư 4 sao, mấy cái này 3 sao. Áo giáp gì mà phèn dữ gì nè, cái giáp phải giờ không được, cái giáp xịn nữa. Cái này thì nó cùi như nhau hết, không có nội công, không có ngoại công. Vật phẩm là được vài viên hồi máu. Công pháp đây, công nu kết hợp, võ lực của mình là 25. Phía bên phải là nhiệm vụ, bấm vào đây để lựa chọn. Rồi thảo trừ yêu khấu thôi. Rồi ông sư phụ này ông sẽ đi trước đi điều tra, còn sau đó thì mình sẽ đến sau. Ra ngoài làm nhiệm vụ á, thì có thể xuất hiện tại cái địa đồ vô vị diện như thế này. Chọn bé này, sau con VIP gồ nhất thì nó lại mà lại đang nấu ăn, nó đang đi mà trồng lúa chứ. Rồi lỗ tư đi trồng đi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta xông sáo giang hồ đây, mới luyện võ mới được có nửa tháng à, phải ra ra ngoài mà đi đấm nhau rồi. Kỹ sư đó. Đánh bại cung đồ mục, này là mộc nhân mà. Người để cho ta đợi hơi bị lâu đó, sư phụ bên đây. Rồi rồi luyện võ trước với sư phụ cái đã, còn được không kích ta đi. Rồi ok, chú em được đấy, chúng ta đi thôi. Rồi nhanh 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 sư phụ ơi, đi lùng đồn cái nữa, nhảy được luôn nè.
gì đây, uống trà tay xỉu, trời ơi, tỷ lệ 0505 bạc á, mình có là 7 bạc 900 đồng, không nhân phẩm tôi nó đen lắm. Cứt cứt nghỉ hết tiền, xóa game gì phanh luôn, quên nói con này chơi thuốc mà. Đêm đây à, cho đồ đạc gì nhiều dưới nè, cái này chắc giao dại ven đường thôi. Và vô đây nên vô đinh gần là nó lót qua một cái map mới luôn, làm gì mà để tối ưu tài nguyên. Sư phụ mình nhìn nó vàng vàng sao vậy ta? Mình không có ngoại công hay nội công gì cả. Dạ. Ồ, sư phụ có chiêu rồi, xây luôn rồi. Ây da, ây da. Người ta bắn mình có nhiêu máu đâu. Nó bắn có mười mấy máu mà máu mình tới 3000 rồi. Nhưng nó bắn tới mùi quýt luôn á. Boss à. Rồi sư phụ con chém cái 1000 máu. Gương, 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 gương. Ủa gì dọc xong đó hả? Thôi game dễ. Chuột kìa. Rồi thảo phạt ba cái mã phỉ này hoàn tất. Chính tà hai đạo đều là không tự mình hành động thôi, nên bây giờ cũng sẽ là tự mình đi đó luôn. Rồi tạm biệt sư phụ. Cái người bây giờ đã xuất sư, không cần gọi là tên sư phụ nữa. Đi chuyến này sẽ gây rất nhiều chuyện luôn. Rồi có phiền tối gì ông về ông giải quyết giúp mình. Ở đây mình phát triển môn phái thôi, quyết định là 5 năm sau mới sẽ trở về. Rồi, lúc trở về thì gắng về gây dựng cái công ty này, phát triển sự nghiệp lớn mạnh nha. Rồi, đi đi, nói nhiều quá, 5 năm sau gặp lại. Không có cho đệ tử đồ đạc vậy luôn à. Điểm kích đường về, điểm kích đường về nó nằm đâu? Thân pháp vào đi. Rồi, về môn phái thôi. Cái giáo phái chúng ta nhìn nó phàn vãi, lên cấp 1 nè, 1 điểm danh vọng nè. 5-8 điểm nữa thì lên cấp 2, không bảo phá được cái gì mới. Rồi, danh vọng đạt tới 29 lên được nhị lưu môn phái. Tỷ tỷ dịch có thể tăng lên số đệ tử đó, căn cốt tiềm lực có thể cho đệ tử phục dụng hiện tại liền nó hướng về 5 năm bước hẹn xuất phát đi. Luyện võ chàng thì nó sẽ tăng cái chỉ số gì đó, có con bé nào nãy rồi cho nó vô cái chỉ số luyện võ à. Luna nè, đây nè, nó lên luyện võ nè, nó sẽ tăng vào thân pháp đi. Luna luôn, tự nó quản lý, tự nó tập luyện luôn. Rồi bây giờ mình làm gì nữa? À, xong nè, xây cái phòng bệnh, xây cái tụ hiền sảnh, rồi tại cái tụ hiền sảnh đó chiêu mộ đệ tử. Tụ hiền sảnh đây bự quá vậy. Phòng bế, rồi bên này là phòng bệnh. Bên này là xương phòng. Hết tài nguyên này. Rồi
Bây giờ nó còn đang xây thôi, chắc mà mình phải qua tháng sau á thì nó mới xây xong. Ô bên này nó nhiều gì ta? Ôi con kỹ sư này đi cái nào không ai đánh luôn á. Hết rồi, con lỗ tư thì nó đang trồng lúa rồi, không làm cái gì ăn. Đây kỹ sư của mình đi đây, hai đứa kia thì đi cái quét khác, còn hai đứa này thì một đứa luyện võ, còn một đứa thì đang trồng cây gì đó. Tí nữa mình kiếm tiền mình gom mấy thằng đệ, nãy đánh bài thua hết là 2 lượng bạc rồi. Anh em thấy tác hại của bài bạc chưa? Chơi dẫn cái map này hết ta. Đồ nó hồi lên nè. Lạm phát nữa không anh em? Cái này là cái gì? Chọn cái này là sao? Đó. Có lãi. Ủa sao mà không lãi nhiều vậy ta? Tỷ lệ ăn 0.5, tỷ lệ ăn 6 lần, tỷ lệ ăn 4 lần này là sao? Một ba năm thôi. Cờ bạc có ngàn mang họa. Bản đồ bấm lúc nào đó? Lúc này à? À mở bản đồ vẫn đi được nữa. Hai người các ngươi đúng là vô dụng, sao để thiến hoa bị sơn tặc bắt đi như thế? Ta ngày ngày luyện công uổng công tập luyện cho các ngươi. Trưởng thôn, nhóm sơn tặc này bắt đầu đến là rất là cứng rắn luôn. Nếu không phải bọn hắn bắt khí hao hoa thì ta đã có thể tóm gọn bọn hắn rồi. Công phu cứng đến bao nhiêu cái miệng của ngươi cũng cứng lắm à. Vị tiểu hữu này không phải là vô cử trưởng môn sao? Ủa mình thành trưởng môn luôn đó hả? Nếu tôi biết sự tình ngọn nguồn này, chuyện này không nên chậm trễ, để hai vị là không khách khí, hai vị tiểu hữu này sẽ dẫn đường đi cho mình. Rồi có hàng đệ đi theo cứu em gái nên là tiểu hoa vì bị mấy anh sơn tặc bắt cóc á, sơn tặc mới đấm nó xong à. Bắt nhịch được không đó, bắt ngỗng được không? Hơi đồ nhiều quá không đi đâu. Heo nữa nè, không được, heo của dân làng. Thẳng qua cây cầu này, thẳng luôn. Rồi đem con tin cứu ra là ưu tiên hàng đầu của mình. One hit. Hai ông nội này đứng không vậy hả? Sao mà nhân vật của mình không có chiêu thức nội ngoại công gì ta? Đi gương 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 gương. Đánh bể cái bàn luôn, lộn cái bàn. Thấp kém sách nhỏ, không nhảy qua được á. Hai đệ mình cũng trâu phết đó chứ, máu cũng 3.000 nữa. Nó tập bỏ ba cây cột nó hay cầm cái kiên như vậy. Đánh nó để đánh nó. Chưa ra đâu, chưa cứu được nhóm kia mà.
Hello. Ủa thì con quỷ kia nó bị nhốt ở đâu vậy ta? Có đi vô cái hầm ngục gì nữa không? À thấy rồi, thấy rồi, mấy ngọn nó đây nè, đây nè. Có phải dưới nè. Gương, gương trước. Gương trước người sau. Em gái mà rơi vào cái tay mấy cái thằng đạo tặc này thì chắc bé nhầy nát bét rồi. Hấp chạy phu nhân thì còn có khả năng sống được. Thôi đi, dẫn em về. Ủa nó gớt lại kìa. Trời ơi mấy ông nội này không dẫn con gái ra đi nữa. Nhanh lên em. Game này đánh đấm thì nó không có bực cho mấy, nhưng mà chuyển động á, nhân vật nó di chuyển nhìn nó đỡ hơn rất là nhiều, nó trơn tru hơn. Còn cái phần combat thì nó hơi cưng cưng, chắc sau này mình chú trọng vô mấy cái chiêu thức nhiều hơn là đánh tay á. Ai đấy, ai đấy, chào em. Đây không phải là kỳ chứng môn sao? Nếu không phải hôm nay vừa lúc sư phụ nghĩ chân vậy, sợ gì còn gặp không được người đấy. Rồi chào hỏi thì cộng 2 độ thân thiện. Còn mà phân biệt kiểu mà bố đời á thì trừ 5 độ thân thiện, giao đấu trừ 12. Rồi ba em tên là Địch Tinh Tinh. Rồi đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp. Tiểu muội thì nguyện lấy thân báo đáp cho sự anh hùng của vị. Rồi cái đầu thiên cái gì, đầu nguyên thôn này có rất nhiều người tập võ luôn, chỉ là gần đây bọn hắn đều đi ra ngoài buôn bán. Rồi sau này mình rảnh rảnh lại đây thì dạy mấy ngày tỷ võ. Rồi ok, về thôi. Rồi danh vọng mình tại cái thôn làng này càng cao á thì sau này mình mở ra nhiều cái nhiệm vụ nữa. Còn đi thân pháp suy nghĩ gì nữa. Lên cấp 2, lên cấp 3 luôn. Chiêu mộ đệ tử. Quen biết các môn phái khác hoặc là cái đệ tử giang hồ có thể nhận được trên đó biểu thị xem xét nữa thì đưa ra tặng lễ cầu hôn chiêu mộ. Tụ hiền sảnh kiến trúc hoàn tất rồi, phòng bế quan cũng hoàn tất luôn. Phòng bệnh cũng hoàn tất luôn. Chữa thương mà muốn nhanh thì cho nó ăn thuốc đan dược. Rồi xây dựng kiên thiết tu luyện phòng bế có rồi, phòng bệnh rồi, tù hiền sảnh rồi. Một phần này chưa xây được nè, mình còn thiếu cái mộc gì đó. Xây cái xương phòng. Xương phòng là nhà cho mấy anh đệ. Mình ở đây là có 9 cái phòng rồi, tù hiền sảnh thì sao? Tổng một sao vậy nè, 200 đồng à. Tô đà, ta đồ. Lấy hết luôn, tiễn hết luôn. Rồi cho nó đi làm ruộng. Đứa xịn xịn thì nó đi ra ngoài làm khác. Còn này 4 lượt chiến, 4 lượt chiến, 8 lượt chiến, 4 lượt chiến. Cục cức gì đây? Phòng bế quan. Võ học, nội lực và ngộ tính có thể tăng lên trong này. Đây đây đây, bà ở phòng bế quan đây. Cho bà vô đây luôn. Tu luyện bà thì ngộ tính, còn cái này là nội lực. Đoản kiếm. Thân pháp của mình là 10, vừa đủ luôn. Ủa, tu được lần con cái hả?
Kỹ sư này không tu được ta. Rồi, tụi nó đi làm quét ở ngoài hết rồi. Bây giờ mình làm gì nữa đây? Còn gì để làm đâu. Chắc hết tháng rồi chứ tôi cũng không biết làm gì tiếp nữa. Giờ tới tháng 5 luôn nè. Lên bậc 4 luôn nè. Nội công võ học sẽ cung cấp cái khác bị hiệu quả nội công âm dương. Ngoại công là chiêu chủ động, còn nội công là cái gì? Cần song phương không phải người thân là không được lựng lon với nhau đó. Trời ơi, mình gả đệ tử mình đi mà phải đưa mấy cái tiền đi đó nữa. Cái áo này nó còn bèo hơn nữa, cái áo nó gắt nữa trời. Vũ khí cũng không có nào mới luôn, sao mà nghèo vậy nè. Ủa, kỹ sư hồi nãy tôi nhớ cũng cao lắm mà, sao bây giờ còn hai mấy à? Luna, Luno, tuyển thêm mấy đệ nữa. Mình có bao nhiêu đứa rồi? 8 đứa rồi, mình có 9 cái phòng thôi. Có cái này nữa gì? $316, 308, 700. Đây là xây thêm cái đồng ruộng nữa ha. Ý, xây được cái mộc phương gì nữa. Nên xây thêm cái phòng bế quan nữa không? Để mấy thằng đệ tử rảnh rảnh của mình nó đi vô đó nó còn bế quan đâu. Ồ, phải cho vô đây nó mới học được. Vậy là tôi nghĩ nên xây hai cái phòng bế quan luôn đi. À, thôi chứ đừng có thiếu. Ít đất quá, sau này mình có cách nào mình mở thêm nữa không ta? Hiện tại chỉ có 9 thằng đệ thôi. Cái này là mấy cái gì vậy? Đấy, còn chưa có người quản sự nữa đâu. Ồ, đây đây đây, cho Mi Hà làm đây là đúng bài luôn rồi đó. Đào Nguyên Thôn. Chết rồi, còn có đứa một mà. Mà đứa này lực chiến nó mới có 13 à. Con này tên là lỗ 4 không? Lỗ 4 không? Lỗ 4 rồi. Thêm cái áo vô là lên một đống võ lực luôn. Không sao, ngon. Cái gì đây? Sử dụng sẽ bị mù, giảm tốc, ngoại thương, trúng độc, trị liệu bổn, máu. Nội công ngoại công mấy có cái gì hết.
Thôi, đi thôi, đào nguyên thôn. Lỗ tư, lỗ bốn. Cứ mỗi tháng, mỗi vài tháng mình đi làm nhiệm vụ này mình đấm một cái. Sau đó mình về mình lại xây dựng cái môn phái lên. Ủa, giống chỗ nãy quên chưa ta? À, đi dưới, dòng xuống rồi qua đường dưới. Có đồ nào hốt luôn. Game này thì nó không có tiếng Anh đâu, nên chúng ta chơi tạm mà cái tiếng này đi. Tiếng Trung. Với lại anh em để cái tên nhân vật đó, nó chỉ có hai chữ thôi, Lỗ với Tư nè. Tại vì bên Trung Quốc á thì nó có là họ với tên, cùng lắm là nó dài bốn ký tự là một hai ở trên rồi ba bốn ở dưới. Tức là hai trên hai dưới, nên qua cái tiếng Việt mình nó rút lại chứ cũng bốn ký tự luôn. Nên thành ra cái dịch thuật nó chưa giải quyết được cái vấn đề này. Thành ra cái tên nhân vật của chúng ta là nó chỉ có khoảng bốn chữ là tối đa. Vì sao ông xin tặc ngồi đây vậy? Ngươi không có cần sự, đi nhanh lên đi, không cẩn thận người ta cáo thủ ngươi á. Cái gì? Nó bán đồ cho mình hả? Để đâu hả? Thôi, nào cần thì mua. Bây giờ mình chưa có đó, mình tu kiếm mà. Chín thằng đệ tử thì đủ không ta? Đánh máy này tôi cũng không biết có nghĩa lý rồi, hay là chỉ gớt đồ ra như thế thôi. Nè, nó hiện ra chữ gì? Gương 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 gương. Sau lưng đâm lén, hình như là né đúng cái thời điểm nó bắn hiện ra quick time event á. Bắn đi, nè lấy được nè. Cung thủ à? Bắn mày bắn ai? Cái gương lẽ ra nên để đây nè, chứ để đây người ta đến boss chỗ này xong có nhìn thấy cái gương đâu, người ta đi luôn rồi xong. Rồi thôi. Đi nhiều đổ vậy? Ấy, rồi té xong không sao. Ai đây? Để quan nhân xin thương số. Hãy thương số ta đi 3 ngày đã chưa có gì ăn rồi. Cho 50 đồng tiền. Là 640 phải không? Rồi đúng rồi. Rồi 50 đồng vàng. Ừ, ông rảnh thì ông ra đây hái mấy con cỏ này ông đi bán cũng tiền không đó. Chú Hiệp, ngươi thật sự là quá tốt. Trước đó bọn chúng đã cướp đoạt một cái là cái này là cái gì? Cái vật phẩm để mà đi đến nước rồi đó. Tài vật này để mà đi đến nước bị mấy em cướp bắt thôi. Thôi trả luôn. Gọi lấy thân báo đáp đi trời. Chiêu quá ha, ngồi đây ngồi ghế nhìn bầy gà. Mình thì đi đấm nhau cũng lòi mắt. Giờ này về thì chắc môn phái của mình nó xây xong hết rồi đó. Đó, lên cấp 5-6 luôn, 7 luôn. Cái gì thu hoạch tài liệu, đàm phán thương lượng gì đây nó đây. Ông này tên là Bú Đá à?
À, trên này thì nó sẽ cho tài liệu gỗ. Chết rồi, chắc không đủ nhà quá. Tôi phải xây thêm hai cái nhà nữa. Cái gì mới nữa đây? Quặng mỏ. Chết rồi, xây mấy này nhiều quá không có người làm hết nha. Nghiền đúc 4 ô luôn. Nên xây thêm nhà cho mấy điểm đó. Tôi muốn tuyển thêm một hai để nữa. Chứ bây giờ có mấy thằng này 9 với 2 đệ nữa là 11. Mà mấy anh đệ bắt buộc phải có nhà cho nó ta. Ngộ tính cộng 2, còn bên này nội lực cộng 1. Rồi, bốn thằng ở đây. Bên này là chưa có ai làm gỗ với chưa có ai làm quặng mỏ, tuyển thêm mấy đệ nữa. Tuyển đây. Ưu tiên nữ trước. Phải nhiêu người ta, nhiêu người ta? 11. 9 với 2 nhà này 11 rồi, đủ rồi. Tôn pháp 23 luôn. Lần nó đi phát nó đi. Cho nên là 28 rồi. Rồi tu thêm cái gì nữa ta? Chưa biết nữa. Ngộ tính với nội lực. Mỗi cái này nó màu xám là mình đã học rồi á. Mi hào đúng không? Mi hà, mi hà. Có đâu? Thôi rồi. Trời, kỹ sư có nè. Có khiêu nè. Phải gì mà nó nghèo phèn nghĩa luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ là thu hoạch đồng ruộng với dược viên một lần. Dùng cánh cửa thần kỳ. Thương lượng hả? Thương lượng thì chắc là ngoại giao này nè. Đây nè. Phái mình tên là vô cự nữa chứ. Vô chống cự luôn. Rồi mua một cái thôi. Hoàng kim giáp 50 bạc. Mình có 9 bạc à. Bán cái này 4 đồng. 4 đồng. Bán cái này 20 bạc, 50 bạc. Bán đi là được. Cái này tăng 2 điểm căn cốt. Bán rồi, 2 điểm lực đạo. Bữa nào không có bán mấy cái võ học này luôn hả? Nếu như nó không có bán thì sau này một á, mình đi mua, còn hai mua đấu giá nữa, còn hai đi đánh băng cướp gì đó. Hoặc là đi là cướp nguyên cái môn phái người ta luôn. Mua đạn cái gì cho nó rẻ rẻ thôi. 40 đồng, 90 đồng, 300 đồng. Nhìn cái phái người ta giàu thấy giàu khiếp luôn á. Rồi. Làm cái nên lấy nhiệm vụ thôi, chứ mình nghèo vãi cơ. Tiến hành thu hoạch là thu hoạch làm sao? Cái này là phái đi rồi hết rồi đúng không? Nè, nó phái đi rồi hết nè. Mình có là bốn cái đây thôi. Rồi, đi tiếp làm nhiệm vụ này. Kỹ sư đang luyện rồi.
Lý tử thì bàn quá vậy. Bà thì đang quản. Ủa? À, quản thì nó sẽ quản hết toàn bộ những cái giống nhau luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho con mà ý tử này đi. Ý tử một hộp gì vậy? Mà cái áo vô thì dắt đủ chết rồi. Để ấm khí vô lên được chiến không? Thôi đi đại đi. Chính diện quản sự đang phải đi làm nhiệm vụ, đang bế quan, đang bế quan luôn. Mỗi con ấy tưởng này thôi, thằng này đi luôn, đi luôn. Đồng ruộng một phường đang đi rồi, còn mỗi con này thiệt không có lựa chọn nào khác. Kệ, 10 điểm lực chiến thì chắc không nhiều đâu. Sinh con dưỡng cái luôn, hai vợ chồng ở chung với nhau nhàn rỗi thì sẽ sinh con. Thu nhập kim mang vay 01. Ủa em này cầm cái vũ khí gì vậy? Ơi đại đao, đánh chậm hết nha. Chụp phải là đỡ đòn, nãy giờ mới biết á, nãy giờ cứ lao vào đấm à, ở trên à. Nơi này có rất nhiều là thảo dược, nhìn xa có thể không hay tìm được. Cái đây là kim mang vây này không? Đó kim mang vây này nở thật mỹ lệ, nếu là ngươi thường hợp được tốt. Còn ai đây? Ông chủ trì nào vậy? A Di Đà, mặt cười Phật, mặt này là hơi gian nha. Cái chủ tới đây là xem Phật ngắm hoa sao? À mấy tượng Phật nè. Tôi tới đây để lấy cái kim mang hoa đó. À là gì cái cây này mà đến? Rồi, bần tăng đã lâu không có thư giãn cân cốt. Cái chủ nguyện ý giao đấu mấy chiêu thì liền mang cái kim mang bay đi cũng không sao. Ok, cung kính không bằng tuân mệnh. Ấy, ấy. Cụ gõ hai bông đi luôn. Rồi, thế chủ bây giờ cũng là có một cái tài năng võ nghệ khó lường đó. Nhớ hành hiệp trừ nghĩa nha, chăm sóc người bị thương nha. Rồi bây giờ cầm cái cây này đem đi đi, ông gõ cho mình đúng hai gậy bông bông cái nằm luôn. Máu mình là còn có 1.000 à, mấy đệ tử kia còn được 3-4.000 máu. Em này dạng đệ tử ngoại môn thôi. Auto này nó có tự đi không? Không, nó chỉ có tự đánh thôi, không biết có tự đánh không nữa. Rồi có kim mang bay đây, đâu 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 phần quà đáp lễ đâu, một bạc khi ánh hoàng với năng 5 điểm điểm. Rồi về thôi, bên này cầm đao á, cầm đao dắt bên lực đạo á, phải không? Tôi đoán vậy thôi, tại vì nó đánh chậm quá mà. Cấp 8, cấp 9 có thể kiến tạo được cái cửa hàng. Luna thân pháp đạt đến bình cảnh, kỹ sư đã xuất quan, vận mỏ kiến tạo hoàn tất. Khoáng thạch Luna bình cảnh hả? Thân pháp 25 là mát hả? Di chuyển qua là căn cốt. Căn cốt là gì ta? Là gân cốt. À, ảnh hưởng đến chỉ số máu tối đa. Thốn kinh là ám khí. Ngộ tính mình không có luyện được trong đây. Kháng, cái này là phòng thủ, không có nội lực thôi. Khí huyết hạn mức cao nhất. Ô, hai cái này là đi với nhau nè.
Ngộ tính tăng 2 điểm, ngộ tính mới có 8 thôi, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Đi, xong nè. Ta đồ. Ngộ tính cộng 3 luôn. Ngộ tính cộng 3 thì cho em này đi quá. Ba lót còn đó nha, cộng ba lót còn thì khá là ngon. Ừ, mình nhiêu để à, 11 9 với 2 11 thì nó xây được cái gì mới nữa nè, cửa hàng. Sau này tôi nghĩ là hết đất xây nhà thì sao ta? Chưa xây xong cái này nữa. Rồi quên bỏ cái người này vô, trời ơi. Trời ơi, quản sự. Tụ hiền sảnh chứ. À đúng rồi, tụ hiền sảnh à. Trời ơi, từ đầu không bỏ em này vô thiệt tình, chơi ngu gì mà ngu dữ. Trời ơi, hàng gì đồng một sau vô đây không à. Đập đá có ai đập chưa? Rồi, trồng cây có ai trồng chưa? Rồi, bế quan tu luyện. Bây giờ cho đi hết, chừa lại một đứa đi làm mấy cái nhiệm vụ lật vặt này. Chứ cho bà đi. Bà đi thì không có ai ở cái phòng bế quan này hả? Có thằng sử trời vậy nè, không có vũ khí luôn. Này nó bèo dữ vậy ta. Để tự cái gì bá. Hai tháng. Không có giới hạn nữa kìa. Thằng này cùi quá, nó không cho đi. Nếu như mà có đệ tử mà không có nhà thì cả sao ta? Không có xương phòng thì đệ tử mỗi tháng tiêu hao đại lượng tinh lực, không được đâu. Mình ép nó ấy ấy với nhau được không nào? Rồi đi làm cái quét nó thôi. Đấu giá hội là cái gì đây? Rồi mình gửi được thư đấu giá. Buộc phải tham gia. Cái này giống cái cuốn mình đang xài quá vậy. Trời, lương thực nó cũng bán nữa. 5 đồng bạc. Tâm lưu võ học. Cái gì tụi nó mua nhanh quá vậy? Lửa giảm tổn thương.
Này chắc ám khí quá. Đúng rồi, ám khí, điểm huyệt, cựu dục. À nó có cái biểu đồ giá luôn kìa. Miêu đao á? Không, mình xài là miêu kiếm à. Không có gì ngon cả. Thực ra là tôi nghèo nên mới thấy không có gì ngon. Vô đây là coi cho biết thôi, coi cho biết người giàu họ làm gì thôi. Nó đóng lần lên tới 9 bạc luôn, tài sản của mình. Đập đến là sao? Trời đi đấu giá hết tháng trời, ở già. Bây giờ có thể chế tạo binh khí và ám khí cùng một lúc luôn. Cửa hàng thì có thể buôn bán vật phẩm, mỗi loại thì giá nó sẽ đều có khác biệt. Bây giờ vô cái cửa hàng rèn đúc. Đây hả? Đây. Binh khí ám khí cùng hộ giáp. Có chế được cái méo gì đâu. Kiếm sắt này có rồi mà. Nó yêu cầu chế tạo 5 cây. Tỷ lệ 70% thì chắc phải là 7 cây. 5 cây ra được 3 cây. Xịt. Hết vật liệu. Thiếu mà xích mộc đoạn với mà sắt đá. Mềm dai sắt đá với xích mộc đoạn. Ủa bên này nó không bán ba cái đó hả? Chết rồi, nó không bán cái mềm đai sắt đá gì vậy. Cái áo có 30 đồng. Hay là đi đây đó. Nguyên liệu. Đây mềm dai sắt đá nó có nè. 120 đồng. Mắc gì vậy bạn? Mua không ta? Mua thì nó hơi mắc đó. Thôi, không mua đâu. Thôi không mua đâu. Có khi nó đập đá đây hồi tí nữa ra nè. Nè, nó được em 5 cung ca nè. 5 cung ca nó giết lại còn cái na ca rồi. Bây giờ thiếu một cái phòng. Thằng này cút. Em này hay sao nữa nghe. Ủa tường hóa binh khí. Rồi kiếm nào cũng cùi với nhau vậy đó. Kiếm nào. Ô, cái kiếm này màu tím nha. Gia tăng 2 điểm căn cốt được. Không ai bên gàng nó dành nó chết tôi rồi. Ủa có nè. Miha, Miha ơi. Ngộ tính. Ủa Mỹ Hạ đi làm nhiệm vụ vậy hả?
Nó đang ngồi đây mà. Nè. Em kỹ sư này đang luyện, nhưng mà chắc cho đi cũng được. Cho đi lên được 3 điểm lực đạo luôn á. Bây giờ không còn ai đi bên này nè. Vấn đề đây nè. 25. 22. Ủa sao không có nhà được? 11. 11 mình đuổi nữa đi mà. Con Naka nó vẫn báo là không có nhà cho nó. Đây nè. Chủ môn đích thân là đi đánh nhau luôn á. Thất lạc là cái méo gì? Ủa này cái kiếm mình mới cường hóa đâu ta? Đây nè, đây nè. Đó, một sao lên được 40 võ lực. Đội vẫn cùi như cũ. Cứ tân sư phụ ra đi luôn. Khoan, chết lại lần nữa rồi. Ngộ tính. Gân cốt. Em này luyện kinh phết vậy mà không lên được bao nhiêu lực chiến đâu. Thôi bây giờ còn mỗi em kỹ sư này thôi. Rồi đi được rồi. Game này hy vọng vào mấy cái nhiệm vụ hoặc là mấy cái sự kiện á diễn ra thường xuyên hơn tí thì nó mới đa dạng con game được, chứ không là chỉ có lặp đi lặp lại như thế này nó rất là mau chán à, dễ gây vào đó mòn. Sau này thì chắc cũng có để chiến tông môn hay gì đó, để chiến môn phái đồ, kéo mấy bên là mấy chục đệ đi đánh nhau thì rất là ngon. Thẳng đây người trái làm nháy nữa không anh em? Ủa à đúng rồi, kiếm 4 điểm kiếm khá là cùi. Đem tiền của môn phái đi đánh bạc. Trả tiền em về. Đoàn Tâm Lan dễ thương quá. Hôm nay trước khi ra cửa có dự cảm sẽ gặp lại cố nhân. Quả nhiên gặp người. Ồ em nói có cây đào với cây giáp. Phòng ngự 50 giảm tốc độ di chuyển. Ủa chỗ này nãy như mình vô rồi nào phải không? Vô đây chơi không em? Tính bạn cũng đầu một trời ơi, lấy lại trọng yếu hàng hóa. Chạy thẳng vô phòng boss đánh luôn.
Ủa sao đứng nó trâu dữ vậy? Tụi nó trâu phết luôn đó nghe. Quy nào. Rớt đồ ra cũng khá là nhiều. Rồi quẹt cái lưỡi kiếm thôi. Đi farm tí nữa, thử một vòng nữa. Không có đồ gì ngon cả. Nhưng mà màu nó lên xanh xanh chứ không còn đồ trắng nên cũng đỡ. Mấy này gớt cũng khá nhiều đồ. Trọng yếu hàng hóa này chắc trong cái chỗ boss luôn. Nên còn tính queo vậy. Đi nó ăn nhậu với bạn bè nó phải cầm cái chuyên ba lớn đó đó. Nãy giờ không thấy cái gương nào luôn ha. Hình như không có gương nào trên map luôn á. Rồi tôi đi sạch toàn bộ khu này luôn đó. Vô đến boss thôi. Máu mất mấy con chút xíu à. Thôi lấy được hàng hóa. Giết một con boss thì có 20 đồng bạc à. Mà nãy tôi đến bài hết 1000 đồng bạc. Tài xỉu hết 1000 đồng bạc. Ủa nó có cái dấu sau là sao đó. Dạ. Nếu muốn áp tiêu thì mời đến nội đường cùng quản sự là nói chuyện. Tiêu sư kim khí thương tiêu sư mã tiêu đầu tay đôi tay này cũng là sáng lớn quán cung. Trời ơi 40 mấy 30 mấy. Mình mới có 10 mấy 2 mấy à. Chắc là sau này có quét gì thôi. Đi nào về đó. Trên chỗ này không có ghé nữa nha, mỗi lần ghé là mất tiền. Lừa đảo. Đến cướp kia đúng là lập tức lao ra đem hàng hóa của ta tất cả được cướp đi, chung đó đồ quý giá nhiều nhất chính là trọng yếu hàng hóa cũng bị là mất đi. Rồi, trả tiền. Trưởng môn bởi vì đi nó mới làm mấy cái việc lặt vặt này 3 bạc, cũng điểm điểm số. Mực chiến 42 mà nãy nhìn chỉ số người ta mấy chục nhá. Mình thì có 90 như thế này là sao ta? Chỗ này chắc anh em phải chơi đi chơi lại mấy cái map đầu 3-4 lần á. Sau đó thì rút được mấy cái kinh nghiệm nha. Coi cái kill nào nó ngon ngon thì lấy. Chứ nãy được chọn kill tầm 7 quá. Rồi mình có cái công thức á thì có thể đi lên mấy cái phòng đó để mình học. Này là lên 2 sao quá trên này à. Cái này 9 điểm luôn.
Thằng này mà làm trưởng môn cái gì? Đệ tử vào tù á thì giảm nhẹ thi hành án. Con nhà giàu à, dễ bị bệnh. Đi, ba cái dính ba cái luôn. Xong quét nè, mua hàng hóa 15, mua ở đây tính không? Rồi xong rồi đó. Ủa, mua con cái mà cũng tính đủ nữa ta. Thằng đứa này chiêu quá vậy. Thằng này đi ra chỗ khác mày. À, đồn tâm lan con bé nãy mà mình gặp nói chuyện với nó nè. Thời gian còn lại cho đến khi thăng tiến. Thân pháp cộng 3 ngon rồi nha. Bên này đã gì? Ông mày, cháu gái đi. Tô mì. Đây là kích bớt mấy đứa một sao rồi đi ta. Coi ban được không tiễn đâu, tiễn gái à. Ngân cốt 15, 18. Tháng tăng có 2 điểm. Để mình gọi thằng Sử Trang với mà kỹ sư. Sử Trang này thì nó chả có cái quái gì cả. Rồi trưởng môn lại tiếp tục đi làm cu li tiếp. Ba cái chân cốc. Ba cái chân cốc là gì? Thiên tư thông minh. Tiến về chỗ ầm ĩ giải quyết vấn đề. Liều phái hoạt. Và đặt cái tên kích thích phết. Ngoài công của mình sao chả có cái gì hết trên ta. Nhìn phèn phèn mà cũng được 42 điểm này ha. Gã này, tha cho ngươi 3 thời gian. Chùa tiền gò nó đi miễn phí, coi gắn ghét nó bò kìa trời. Chuột kìa. Thật xin lỗi ta thực sự quá sợ hãi. Lão đại, ta dự cảm không tốt. Có thể là giả báo hay không? Đúng rồi đó. Ta bóp cái miệng mày bây giờ. Cái mỏ như thế mà đòi thi chân nguyên à. Lão đại, có mà người lão cái gõ mỏ kia đang mời người đến hỗ trợ. Khi chúng ngủ người đã đến rồi. Lúc sau bấy chị nè em ơi. Tầm hậu ưng. Thì nó cũng cứng đó nha. Thank you.
Rồi, nói gì nói lẹ đi. Đừng đứng đâu. Đứng hả? Không, tập võ thì lo làm chuyện ông đi võ vệ cái gì. Rồi, trong đó thì ngay bên phải thì nó có cái gì đó. Cái này à? Mình qua đó lấy đồ cho. Lại thằng ngoài này. Mày nó nằm ngủ ngủ la liệt cái gì, xung quanh thì lại là xác chết. Ba ngày không ăn gì rồi, không cho được. Nãy giòn kia rồi chắc nó không cho chọn lại. Trên này chả có quái gì luôn á. Chấm than trên bản đồ. Lỗ này hả? Mật thất. Thôi nhảy và né cũng được quá ha, nhưng mà mấy trò mèo này thì sao tôi mất máu được. Trời ơi, game chế em đánh về cọc này á, xong đánh. Ấy da. Đi nó ngừng ấy, nó ngừng ấy. Thôi, mình tới lấy bảo gương rồi, nhanh vậy. Thiết kế đinh gành cũng khá là thú vị á. Nhìn chạy nhảy né kêu đồ mọi thứ khá là ngon. Thằng này thằng chọn mộ chứ mà thằng gõ mỏ cái gì không biết nữa. Đi dưới này quá. Cái này thời tiết thật sự là quá nóng, nghỉ ngơi một chút lại đi đường đi. Cái gì? Tiền tài bất nghĩa cộng một. Uống thử miếng nước coi. Thiếu hiệp không uống được ra, đây là hút cái nước chưa sâu. Cốc xong nói sớm. Thiếu hiệp coi khó cho mày nè, hai bạc tinh thần hoàng 4 điểm. Mà đi thông pháp thôi, mấy thuốc này nó tới 20 bạc nữa nha, giá trị dữ trời lắm á. Mình đang nghèo á, không biết có nên uống không. Tại vì có 2 điểm lực đạo à, bằng mình chạy đi môn phái cái là xong rồi. Mình làm cái quét nó lên được cái 4 điểm rồi. Danh vọng nghĩa trang đã mở ra. Việc méo gì cũng phải đến tay sư phụ đi làm hết. Có nữ này à, nhị cầm. Sao bèo quá vậy em? Cái gì cũng củi cho nó 4 điểm đều luôn. Thằng này 1 sao mà nó 5 6 điểm nữa cho nè. Cái này nó dựa vào cái gì đó, tiếng gái vào tiếng gái vào Nika.
Thân pháp bình cảnh này, tập tiếp bên này thôi. Sao mình để mình nó xuống vậy đó? Lên 26 rồi nè. Ủa xây được cái gì nữa đây? Dược viên. À xây ngay chỗ này. Chết rồi. Còn đúng không một? Kỹ sư là phải ở nhà rồi. Lỗ Tư nó đang làm gì đó? Lỗ Tư đang quản ở tủ thiền sảnh, cho nó đi chắc cũng được. Cái xanh lá này hình như là cái tinh lực hay là cái gì đó. Quan, có đập đá hay là nâng được cái gì nữa? Cho cảm giác nếu yếu làm sao á. Chưa lên nổi bậc 3 luôn. Không có người nào quản lý. Lúc đầu tạo game tôi không để ý cái vấn đề này cho nó. Mi Hà này thì đang quản bên kia rồi. Đang quản bên cái phòng luyện công bế quan rồi. Mi Hà. Thì cho em Lỗ Tư này đi đấm nhau thôi, lưng na cũng được. Mấy em này yếu quá. Sao ta? Mi Hà hay bà đi không? Mi Hà đang quản chỗ này rồi, không có cho đi được. Bà cũng có cái đó nữa nè. Nếu như bỏ bà ra khỏi luyện công thì không được. Bỏ bà ra không có ai thay thế. Sao mặt con này nó lại màu hồng đó? Con Luna nè. Rồi cho sư phụ vô luyện đi, mình đưa em này đi. Luyện một tí căn cốt. Ô, Tu Đà cũng quản được nữa hả? Tu Đà. Thôi, không lười biếng thôi, nói chung cũng không có gì nhiều. Trời ơi bèo. Có mỗi thân pháp không à? 27 điểm võ lực.
33. 37. Tôi bị thuộc chữ gì hả ta? Tôi cho sư phụ đi thôi chứ biết sao bây giờ. Chúng ông đi thôi. Lên được tối đa là 4 sao à. Cây này xanh lá tôi đập thử lên cho biết thôi. Bên nó có bán mấy cái vũ khí không ta? Không, nó không bán vũ khí, cũng không bán võ học luôn. Chỉ bán một vài cái công thức. Thương pháp Long Nguyên Bảo Kiếm 50 bạc. Du Ly Tử Tẩy Lý Dịch. Hoàng Kim Giáp 50 bạc. Hay là Long Nguyên Bảo Kiếm đây. Tinh lương binh khí, tức là mình muốn chế cái này á thì không chừng phải mua cái này nữa nè, nên cũng hên xui lắm. Bán hết đúng thuốc của mình thì có khi đủ tiền. Bán đi, thử coi có gì sau này mình chơi lại sao. Cái thuốc của mình là 50. Thành giao điều kiện là cái gì? Ôi ơi, tỷ lệ là 61 nữa chứ. Phèn nghĩa luôn, chết tôi rồi. Đạm phát còn không tiền. Ủa, đếm chế được. Nâng cấp nữa nè. Phải nâng lên mới được á. 16 cái chất liệu tốt và 16 cái kiên, 20 cái kiên quảng sắt. Rồi ăn cám luôn. Colossus game ông anh ơi. Nãy biết gì đu rồi mới xài rồi. Rồi ơi. Chuyện ngu chứ vậy. Thôi. Anh em coi video biết đường mà rút kinh nghiệm nha. Mua công thức về xong rồi không có làm gì được hết. Tốn hết 50 bạc tán vào bại sản luôn. Tiền tài tích lũy đầu game tới của mình. Đi tìm kiếm cái Phật Châu. Bây giờ là móc đồ về bán thôi. Tôi nghĩ là qua mấy cái bản đồ sau, map sau đồ thì mình mới có lụm được mấy cái tài nguyên ngon ngon hơn. Chứ bây giờ là tài nguyên bậc 1 là chính. Game này chơi có bộ hơi bị lâu nha. Nó có cái dấu hiệu là mình phải cày cuốc hơi bị nhiều á. Sau này nếu như nó đẩy cái lượng tài nguyên lên, như một cái bình gì mà nó đẩy lên 200-300 chẳng hạn, cần thiết 200-300 tài nguyên á, thì mình farm hơi bị đau á, phải gain hơi bị nhiều á. Chị máu một phút luôn, chảy hoài gì đó hả? Chị nào mới hết vậy? Game này coi bộ mấy cái hiệu ứng nó hơi bị nhiều, hơi bị mạnh nha. Thay vì vui thường đam thì sau này mình vui ám khí, mình cho nó chảy máu hay là trúng độc gì, tôi nghĩ là nó có vẻ mạnh đó. Đấy, mới đi ra nó hồi lại liền nè.
Game này cái giọng hiệu ứng hơi bị mạnh á. Bui được cái hiệu ứng thì ngon. Phục dân đứng đợi sẵn đây đó. Thôi, Phật Châu mới đợi chuyện lại. Có 60 đồng thôi. Mất đồ quá gì cũng mình đi tìm hết, ba bạc có tiền. Mấy cái này bán cũng khá khá nha. Đây nè, một bạc nè, hai bạc nè, ba bạc nè. Tính ra với ba bạc nó tưởng nữa là tính ra một lần đi mình được 7-8 bạc luôn á. Nhưng mà đi cái nhiệm vụ thì mất cả tháng rồi. Luyện chế đang dược. Ông nội này sao tự nhiên bị nằm viện rồi? À, cái này không phải bỏ vô đâu. Như là cái dược viên thì nó cần hai cái điểm này. Căn cứ nội lực tăng lên sản lượng, nội lực mình có 3 à. Rồi hiểu rồi. Căn cốt 5. Lực đạo 4. Vậy là đổi con tội đà này qua đây. Tô đà chứ. Đây là căn cốt nó tăng lên 7 điểm. Bên này thì lực đạo 2, lực đạo 4. Rồi xài được con thuốc màu à. Luyện đang chưa luyện xong đó. Một sao không? Tối ngày nó lên võ lực nó lên dữ vậy nè, mình bắt đầu sắp thọt rồi đó nghe. Cái việc méo gì cũng trưởng môn đi làm như cu ly vậy trời. Anh em thấy cái công ty doanh nghiệp nào mà tổng giám đốc tối ngày đi làm bù đầu bù gỗ không, phải ngồi ở nhà chỉ tay năm ngón đâu. Sao vậy? Nhớ chứ, anh cũng nhớ em. Rảnh rảnh ghé tông phái của chị này em ơi. Cái gì tụi mình gặp nhau cắt kéo đâu. Ủa, bên này chứ. Vẫn là đồ trắng thôi. Biết nào mới lên được đồ xanh dương. Đi đường. Thằng này bán đồ nào phải không? Phấn 45 thì mình thằng này đau, thằng này nó giao quét cho mình. Mình tăng hết vô thân pháp rồi, bây giờ học đau cho không được. Thử lại. Thank you.
Đi ra. Rồi nó cũng trả nhiêu cả. Pha ghi thành công. Rồi thử pha ghi cái. Pha ghi thành công phản đòn đã dễ ra chí mạng. Sợ là chứ gì. Đó một cái. Ủa đúng chỗ nhiệm vụ luôn hả? Ủa xong mở cửa. Ý nó ra đồ xanh dương luôn. Rồi có 4 đồng, 10 đồng, đồ xanh lá mà. Mình cao hơn nó nhiều quá. Nếu cần phải chống đỡ hay là phải ghi hay né đòn này đâu, cứ lao vô mà chém nó hết thể lực vậy thôi. Sau này đánh mấy con boss cấp cao thì mới cần chú ý cái đó. Nói nhiều quá. Không được hả? Tính đâu mà làm được lần nữa. Nhìn cái gì vậy? Thằng này là sai dịch. 34 cùi bắp có mỗi cái ám khí thôi. Rồi kiểm gì kiểm đi. Giao chút năng lượng. Xảy ra chuyện gì đến nha môn tình ta. Trời ơi nó tổng tiền. Mình ra đường gặp mấy con này thiệt. Ăn mình 50 bạc 50 đồng nhá. Vua ăn mày. Là tên ăn mày cũng không có nướng đầu não gì. Cũng không cần đến địa phương của gì vậy. Không có gì hết. Ủa 40 là mát à. Vậy có cách nào lên hơn cái 40 đó không? Tôi chắc nghĩ là đột phá hay là lên cấp dược bình cảnh gì đó. Chứ sao mà giới hạn 40 được. Thương nhân đồng minh mời nhập minh. Xong cái phòng luyện đan. Trừ 7 gạo. Một tháng là mất có 7 cơm mà mình 400 cơm thôi. Rồi có thể thí luyện đăng lên đệ tử gì đó. Giang hồ thí luyện như nè. Thương nhân đồng minh. Đồng minh của môn phái giao dịch thì giá trị sẽ biến thành tối cao. Rồi con Luna này sao cái mặt mày nó biến sĩ gì nè. Sạch dương luôn. Buồn thì đi điên võ đi cưng. Ngộ tính cưng có 5 mà. Thân pháp thì vui đó hả. Minh Hà nó luyện nội lực. À khi ghen thì nó sẽ bắt đồ về cho mình. Bắt nó về không ta? Chỉ đúng cái đó. Sáu thành khí huyết.
Ủa, luyện chế này nó không có tốn cái gì vậy nè? À, đây. Phải để vô đây rồi mới coi được công thức nó nữa. 12 cái dược chất, đăng chất dược thảo. 12 cái đăng chất dược thảo. Ngọt dược thảo đắng, cái kia là ngọt, cái này đắng. Ủa gì chế tạo vũ khí chắc cũng chế dữ quá. Không có phối phương. Con đứa rảnh vậy đó. Giang hồ thí luyện mới ra đời. Ủa là nó đang nhiệm vụ môn phái, lộ trình là 1 tháng. Lỗ Tư Luna bà. Cho này đi làm nhiệm vụ Di Bá nè, nó không có gì làm. Rồi. Ngoại là mới. Danh vọng đào nguyên thôn hảo cảm. Ô. Cờ vây yếu lược. Cờ tướng mới học. Đưa tặng cho độ gia tăng độ thân thiện cho đệ tử đang bất mãn, tức là cái con Luna này. Luna đây, nghe tên con kia kia rồi đưa tặng sao, hay là phải chọn trong cái kho mình tặng đóng đau nữa mà. Vật phẩm trang bị kỳ hạn, nguyên liệu, công thức, sách, chị lưu võ học, tàng kinh khác thì sau này mình chắc mới mở ra. Giang hồ thí điện nè. Khoan, 4 đứa mình đi thì nó trang bị đầy đủ chưa? Lỗ Tư Luna bà Minh Hà. Rồi đi thôi, giang hồ thí luyện mới ra đời. Kỹ sư Lỗ Tư Luna bà khởi hành. Chắc là thi đấu môn phái hay gì đó thôi. Rồi. Ủa sao nó đứng yên không vậy? Rồi, one hit luôn. One hit luôn. Auto này đánh được không? Đánh được, đánh được. Ý. Ủa sao bắn ra được cái kiếm khí? Đèn ống kiếm nè. Ồ. Tôi ngu muội, đó giờ mới biết cái trò này. Đầy cái ống này là mình giữ được trái là mình bắn được cái kiếm khí. Ủa sao bán này nó yếu như vậy? À mới 1/3 à. Nhưng ăn mi vậy hả? Ủa sao con này mặc đồ giống trưởng môn quá vậy mày? Ngâm đi phái, phái tổng gái. Google lại à. Mình xài đốn kiếm mà.
Sao tự nhiên nó thành game Gogulai như thế này? Mình để mình cũng bá lắm, AFK thôi, hoặc auto thôi. Trời ơi, thì chém kim khí vào cái bóng. Chắc là 3/3 cái tiến độ thì mới có boss hay là cái gì đó. Ủa mình có cái này là cái gì đây? Cái lệnh bài gì nè? Còn cái số 15 này là cái gì không biết nữa. Ê! Khá là giống boss. Đi bot kìa, bot kìa. Trời ơi, kiếm khí kìa. Gì thôi đó hả? Cái bot kiểu gì ra nó quạt ngay kiếm khí nữa, cây máu. Game dễ. Còn hai thằng nữa. Đi, màu xanh nè. Thiếu lâm, thiếu lâm hưng pháp nhanh chóng là chắc đường môn rồi. Đường môn thì hôm nào rảnh tôi chơi con hoạt việt chuyển á, con đẹp trai giữa biển á, 4-1. Chơi chơi hội đồng thôi. 9 điểm. Ủa phải, mình có 11 cái lệnh bài nào mình đổi mấy cái này á. Còn 11 đúng không? Kiếm quyết không có chữ. Quạt. Đâm. Đâm này là bên thương quá không? Còn 8 điểm. Cái này nó là không có kiếm. Thiết chì nè. Gậy gỗ nè, côn nè. Bàn sắt đại đao. Để đại này đi. Còn 5 điểm. Đánh cái đợt này nó dễ quá nên đồ nó không có giá trị gì cả. Chắc về sau á, cái này nó giới thiệu tính năng cho mình thôi. Nên về sau thì nó có thể mở thêm là độ khó cao hơn. Ồ, đây nè.
bảng xếp hạng hàng năm, Hoa Sơn, Võ Đan vẫn đứng đầu. Mấy này là, ôi ôi nhìn chỉ số người ta kìa. Nghèo gớt mùng tơi. Môn phái có 5 lượng bạc thôi, 3 lượng bạc. Cái này là top cái độ nghèo. Này top độ giàu. Cái này là chính phái, còn cái này là tà phái đúng không? Cái này top server nè. Cái này Vinh Linh Đan, còn cái này là... Thôi. Đệ tử hiếm có hả? Sao nghe thấy thơm kèo cái gì đó? Có chí đạo cụ cho thằng đệ tử. Đây, kỳ sư đây. Ok. Tiến về giả ngoại, tùy lý thu nhập tài nguyên. Giả ngoại trong địa đồ phát sáng bậc phẩm. Điểm nổi. Bốn mươi lăm chân thanh hồ, 49. Trời ơi, thanh lý tặc phỉ, tiến về sân trại địa cung, đánh bại đầu lĩnh. Cái này thì dễ rồi. Miệng lưỡi dễ quẹo, giảm mà máu tối đa. Đương na này sống lúc nào mặt mày nó cũng bí sĩ anh nhỉ. Cái này là cái bàn nào không? Cần cõi thiếu thốn, cần cõi, trời ơi nó khổ. Thành sử trang này chắc tôi cho nó bay luôn. Thôi để nó đi. Rồi mình đi làm thử cái quét này. Già trẻ không gạt. Như đây đúng à? Coi có đệ tử nào ngon ngon không? Hốt nó về. Mới xong lấy được. Nó cầm cái gì kìa. Không biết cái thả bao vây ta là vì có chuyện gì. Vui rồi. Ta nhìn thấy người xuất ra cái món đồ rất là nhiều giống tiền chứ hết ha. Người lấy túi tiền ra chúng ta kiểm tra một tí. Hiếp người quá đáng. Lại thêm một người sao? Chỉ bằng vài câu là muốn xuất thủ.
Vì rửa tiền của ta, quả là có chuyện không đáng tin mà. Vì này là kỳ xuống môn, kỳ trưởng môn. Người muốn cướp bóc là phải bước qua sát tao đó. Mình để đem hai người đó. Rồi tưởng đâu mà để đệ tử. Để mình đánh chiến quá chứ. 500 đam. Nó bổ như bổ củi luôn trời. Thân thủ các hạ bất phàm, không biết sư thừa lai. Môn phái của ta là vô cự. Rồi ok, thắng được thằng này mình sẽ mời nó. Nó đỡ cái chiêu đó của mình luôn. Ba thành khí huyết. Rồi chơi bơm máu. Né đòn cái gì trời. Rồi chủ môn bèo quá. Nãy giờ cảm giác là né hơi sớm. Đau quá. Thua à. Bây giờ game show live à. Lâm lợi bạn, lâm lợi. Mất luôn đệ tử hả? À nãy giờ bật auto hèn gì. Phà nó chứ. Hèn gì mấy cái lúc né né nó không có né được. Vậy là mất thằng đệ tử VIP rồi. Nhưng mà đực thì cũng không mê cho lắm. Bởi vì đệ tử nữ á. Mình bèo nghèo dữ gì nè trời. Chung đợt này đi giả có nghĩa lý mô tê luôn, mất thêm thằng đệ tử nữa. Đánh ngu quá phải chịu rồi. Nhưng mà cái chì nó đam rộng quá ta. Đam ao eo luôn. Lần sau chơi chơi cái búa có vẻ ngon á. Liễu ánh. Thân pháp tăng dễ dàng, vận mỏ tăng sản lượng. Quý An. Lần sau vô tạo thì sẽ ưu tiên là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ưu tiên 4 cái này. 4 đệ tử phải có 4 cái mà chỉ số liên quan đến mấy cái này. Phái 1111 là sao ta? À hiểu rồi. Nó là nhiệm vụ trắng với nhiệm vụ xanh. Rồi có gì lần sau tôi chơi thì tôi sẽ chơi lại từ đầu khôn hơn tí rồi. Cái này thì nên để một cái thôi, xây hai cái cũng không có gì nhiều. Ba thằng bị thương. Cái méo gì vậy nè hả? Mới sao ba đứa bị thương luôn. Hmm.
Sau này thì ưu tiên là 11 thằng đệ tử thì cũng hơi ít. Naka, Tô Đà, Ni Cá. 1, 2, 3, 4 thằng đệ tử bên đây. 4 thằng đệ tử. Ở đây là 4 thằng làm việc. Ít nhất là 4 nữa, còn lại 7 đứa. 7 đứa thì 1 nè, 2 nè, 3 nè. Là 10 đứa, còn đứa thứ 11. Nó quản lý cái này thì nó đi được. Nó vẫn đi nhiệm vụ được, còn nó làm ở đây thì nó không đi được. Mà đầu game tôi nghĩ anh em không cần phải làm cái đồ ăn rồi đâu. Đây nè. Đồ ăn á, anh em tôi nghĩ anh em nên đi kiếm tiền mua đồ ăn nó ngon hơn. Tại vì 1 tháng trời á, nó ăn không bao nhiêu cả. Kinh nghiệm đầu tiên. 1 tháng thì nó không nên ăn cái này đâu. Không nên làm đồ ăn. Không có coi tiêu hao bao nhiêu được đó. Chó tu. Rồi, nói chung chơi lần đầu cho biết thôi. Cảm nhận con game này cũng tương đối ổn. Về sau thì không biết có thêm tính năng gì không. Mấy cái công trình này mỗi cái một loại là đủ. Mình có 11 đệ tử và một trưởng môn. Sau này thì chắc cũng dẫn Onin như trưởng môn thôi. Rồi phải nuôi ít nhất là 3 đứa đệ tử để cho nó đi đánh cái môn phái đồ mỗi mấy năm á. Để vô thử coi võ đan này nó bán cái gì. Vẫn không bán sách, vẫn không bán võ học. Đừng có mua cái công thức ngu như tôi nhãi là được à. Trung cấp nè. Cái này mỗi cái là một bạc. Mình muốn nâng cái lò rèn lên. Muốn nâng cái mà lò rèn này lên. 16 cái là 16 bạc với 20 cái này. 16 bạc. Giá nó thì tôi không biết nó có bằng không. Giá nó cũng ngang nhau hết rồi. À. 16 bạc với 20 cái này là 14 bạc nữa, phải 30 bạc. 30 bạc thì mình nâng được cái này lên bậc 2. 30 bạc nâng cái này lên bậc 2 hoặc là đi mấy cái nhiệm vụ cấp cao hơn hay sao đồ chẳng hạn nè. Thôi. Game này nói chung chơi lần đầu thì mắc rất là nhiều sai lầm nhưng mà nó vẫn thú vị. Như tôi là toàn đã mất thằng đệ tử đó, hết tiền rồi nãy nữa là mua hai công thức làm bậy nữa nè, trên mấy thằng đệ tử này hơi bị dư thừa. Thực ra do mấy đứa làm việc như thế này không cần chen đâu. Mình sẽ ưu tiên là chen 3 đứa, ít nhất là 3 đứa. Còn ở chen thì có thể chen 5-10 đứa rồi chẳng hạn. Cho võ lực nó cao lên. Xong rồi phái nó đi làm nhiệm vụ. Thôi, game này chơi đến đây thôi. Có gì thì lần sau chơi lại, tôi chơi lại từ đầu cái ca dài dài luôn. Thôi, ok, bye bye anh em.